Sau này mới đã đây. Bắt răng luôn. Kè ghế cục ngồi vô đó. Nhiều chưa? Quá trời cá sấu này. Oh, cái chưa dài. Bây giờ mấy đứa đều kích đội. Rất đơn miệng đấy các bạn. Quá trời ơi ngọt. Con nạt nó nào đó. Ra đi giao mà. Ô. Quá. Ta biến mẹ. Các tư thế nó sao cho tép vào chân nhau. Răng nó sắc lắm. Đây cho em nó đứng nó xem chứ. Gần đứng có đứng rồi. Quay. Wow. Mà cá sấu nó ghép nó khóc thét. Sao mà nó dính cho chặt răng của cá sấu đó? Bố. Là mồm nó chứ chung là mồm nó. Hahaha. Em lại dọc thế đi vậy. Dọc cái nào? Nhiều chưa? Á trời cá sấu này. Nhiều chưa? Đi đi đi. Đúng rồi giảm đi ngu. Tốc biệt ơi đó nè. Người ấy thì nhớ xem mọi người. Qua cá rồi, ô cá rồi, ô cá. Cá đâu? Cá nhảy quá chừng. Ừ. Xem đâu, có biết đi xem ấy hàm không? Ờ, đó mạnh được luôn rồi. Ngồi về đi, ngồi về đi. Xác miếng phổi rồi mà chưa ăn được, nó khóc lắm rồi đấy. Ông cầm gì? Rồi há to rồi, chuẩn bị đớt. Hai con đi hay lắm. Không, con nhắn cặp ác hơn. Từ tiên thôi kia nè. Gặp nó con sáu hết một tiếng. Đây. Lại với con. Mấy bị tức ở cái xe mẹ nó tự nhịn. Cái mẹ này. Đây à đi. Đất bề kích. Bị tốt tố lên. Hồng sướng. Phải uống gì đấy? Mẹ nằm bú cho em đi. Chị Hương có câu nữa không? Nhổ non mà. Ừ. Con ra nhìn theo con là bự nè. Tính câu nào ra nhìn coi. Tính câu này. Con nào? Con nào bự? Con kia. Yeah. Đấy, thì con ra vào chú bán nữa. Tôi có phải đi mua phiếu. Mua phiếu tận đâu? Con nhớ thì bỏ được không? Con mua đi. Không mua nữa. Từ 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 để bố coi quay rồi tí được không? Nhé tí. Nhả và đã bỏ xuống đã đốt. Lấy giờ vô nè anh ơi. Lấy giờ vô nè. Lấy giờ vô nè. Wow. Ôi.
Mày là cái chỉ là người chặt tuyệt điện quá. Ừ, đúng rồi, để cho cắn mỏ mỏ nhau. Miếng này chắc là ăn mất rồi này. Không, không ăn được. Cần này 5 ngàn một nồi quá hả? Ăn được 5 ngàn liền luôn. Chịu, cả này ngớ ngẩn nữa thôi. Có tiền cũng ăn đâu. Wow.